Thưa quý vị, hôm nay 19 tháng 5, tròn 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Và nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi đã được tổ chức trên khắp cả nước. Tại Hà Nội, những ngày này, mỗi con đường của thủ đô Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano với nội dung chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Bác. Các ngày từ ngày 17 đến 19 tháng 5 năm 2024, các đơn vị nghệ thuật như Nhà hát Cải Lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác. Các chương trình được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước là món quà tinh thần ý nghĩa mà các đơn vị nghệ thuật dành tặng cho đông đảo nhân dân thủ đô trong dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Thanh Hóa, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Thanh Hóa. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Như Thanh cũng đã phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học cơ sở Như Thanh tổ chức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chủ tịch và những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của người tới đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Còn tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6, tại khu di tích Dục Thanh, triển lãm ảnh với chủ đề Cuộc sống đời thường của Bác Hồ được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách. Triển lãm tập trung giới thiệu 40 ảnh tư liệu về những hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc bình dị lúc sinh thời của người. Còn tại Hậu Giang, ngày 18 tháng 5, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2004. Và kỷ niệm 134 năm ngày sinh của người, các em tham gia hội thi kể những câu chuyện về đạo đức Bác Hồ như tình cảm của Bác với thiếu nhi, về lối sống giản dị, lòng yêu nước và các đức tính quý báu của người. Thưa quý vị, Cà Mau là tỉnh ở cực Nam, giải đất tận cùng của Tổ quốc. Người dân nơi đây chưa từng một lần được gặp Bác Hồ. Đã thành truyền thống đẹp, hàng năm cứ gần đến ngày sinh của Bác, 19 tháng 5, người dân đất mũi lại nấu mâm cơm dâng lên Bác, ghi nhận tình cảm của bà con huyện Nam Căn với vị lãnh tụ kính yêu. Hơn 30 năm qua, cứ vào các ngày 19 tháng 5 và ngày mùng 2 tháng 9, là bà Trương Thị Tuyết, ấp xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, huyện Nam Căn, lại tất bật chuẩn bị mâm cơm để cúng Bác. Không ai bảo ai, vào ngày này, hàng chục người dân và các cựu chiến binh ở địa phương cũng tề tựu về đây để cùng chung tay nấu cơm cúng Bác. Người có cá đem cá, có rau đem rau, người không có cá, có rau cũng đến chung tay cùng làm mâm cơm. Mâm cơm cúng Bác được bà con chuẩn bị từ rất sớm. Những món ăn dù đạm bạc nhưng đó là tấm lòng thành của những người con đất mũi dâng lên Bác Hồ yêu quý. Ba Tư còn sống đã cúng Bác rồi. Lúc Bác mất là cha Ba Tư đã cúng rồi. Thì Tư về đây năm 84 là năm 85 Bác thì Tư lập bàn thờ lên cúng Bác. Thì nói chung bà con đây là trước làm đơn giản thôi. Rồi từ từ vài năm sau thì càng ngày càng đông. Mâm cơm cúng Bác ban đầu xuất phát từ tấm lòng thành của người dân đất mũi với lãnh tụ. Sau này để giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp đó thì địa phương ra sức giữ gìn và xem đây như là mô hình để được mọi người học tập. Qua đó nhắc nhở mọi người cần có trách nhiệm lưu truyền cho con cháu đời sau biết để phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. Hàng năm mình tiếp tục mình tổ chức và tuyên truyền rộng rãi cho bà con, cho các em, các cháu để nó hiểu được cái nguồn gốc hay là những cái sự việc lịch sử của ông cha ta để lại, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi người, mỗi nhà có một cách bài trí bàn thờ khác nhau, nhưng các bàn thờ Bác ở Cà Mau thường được đặt ở nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà. Những dịp lễ Tết hay ngày Bác mất thì trên bàn thờ có thêm hoa tươi, trà, nước, bánh trái và đặc biệt là không thể thiếu mâm cơm. Những nén nhang thể hiện lòng thành kính đối với vị cha già dân tộc. Mâm cơm cúng Bác không chỉ thể hiện niềm yêu kính dành cho Bác, mà đây còn là dịp để cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân nhìn lại bản thân, tự nhủ lòng sống sao cho trọn vẹn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của người. Từ đó ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
Thưa quý vị, theo Viện Thủy Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, khu vực Đông Nam Bộ trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa, và theo nhận định từ các chuyên gia thì mực nước hiện tại ở trong các hồ chứa trong khu vực này thì có đủ khả năng đáp ứng cho sản xuất vụ hè thu. Theo thống kê, tổng diện tích sản xuất trong công trình thủy lợi vụ hè thu năm 2024 trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ là khoảng 91.200 ha. Tuần qua phổ biến có mưa vừa trên diện rộng, lượng mưa này đã bổ sung nguồn nước kịp thời và cơ bản kết thúc tình trạng hạn hán kéo dài gần 5 tháng trên toàn vùng. Nguồn nước hiện tại ở 48 trên 48 hồ chứa trên lưu vực vùng Đông Nam Bộ có khả năng đáp ứng đủ 100% cho sản xuất nông nghiệp vụ hè thu và cấp nước theo nhiệm vụ thiết kế. Dự báo trong tuần tới, Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa, phổ biến từ 20 đến 50mm và khu vực đang bước vào giai đoạn mùa mưa nên nguồn nước đảm bảo cho các hoạt động sản xuất vụ hè thu vùng ngoài công trình thủy lợi. Thưa quý vị, hạn mặn tuy đã bớt gay gắt ở Nam Bộ sau những trận mưa đầu mùa nhưng vẫn đang vô cùng căng thẳng tại Nam Trung Bộ, đặc biệt là tình trạng khô hạn nhất nước là tại Ninh Thuận. Số liệu cho thấy tại thời điểm này, lượng nước tại các hồ ở Ninh Thuận chỉ còn 142 triệu mét khối, chỉ bằng 34% dung tích thiết kế. Và trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã lên kế hoạch ứng phó với hạn hán, trong đó chú trọng đến các giải pháp điều tiết tối ưu nguồn nước để duy trì sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân. Gia đình bà Nguyễn Thị Phượng ở xã Lâm Sơn, huyện miền núi Ninh Sơn có 4 hecta sầu riêng, bưởi và hạt điều vốn phụ thuộc vào nguồn nước từ suối Gia Chiêu. Tuy nhiên, nguồn nước suối đang cạn kiệt, gia đình bà Phượng phải nối đường ống dẫn sâu lên thượng nguồn để lấy nước. Còn nó hạn hán năm nay thì ảnh hưởng tới trái nên không lớn, lại nó bị cháy lá, nó không lớn trái, trái nó không có nở được, nó bị eo nhiều. Tạm thời thì kéo trên núi, tuốt vô trong núi, kéo ra, tự nước vô, ở sát trong núi thì nó còn hơi nước, nó còn nước chảy ít ít trong khe. Xã miền núi Lâm Sơn hiện có hơn 200 hecta cây ăn quả, sử dụng nguồn nước tưới từ các con suối. Trong tình hình hạn hán hiện nay, tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo địa phương khẩn trương đắp đập ngăn dòng suối để tích nước phục vụ sản xuất. Cái vùng cây ăn quả Lâm Sơn thì nó đã ảnh hưởng 200 hecta do nguồn nước suối tự nhiên là nó đang dần cạn kiệt. Đó thì về cái địa phương cũng đã đi giải pháp là chúng tôi cũng thành lập các cái đoàn để đi kiểm tra các cái vùng và còn nước để làm sao để khơi tạo cái nguồn dòng nước để giúp cho người dân tưới tiêu. Không chỉ thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt của người dân ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng đang bị ảnh hưởng. Thời gian tới, nếu không có mưa như dự báo, sẽ có gần 5.300 hộ thiếu nước sinh hoạt. Tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương triển khai các biện pháp tích nước, đưa nước thô từ các hồ chứa về nhà máy xử lý, không để người dân phải thiếu nước sinh hoạt. Thứ nhất là không để cho người dân thiếu nước trong sinh hoạt, không để cho gia súc, gia cầm thiếu nước uống trong chăn nuôi, không để cho các cái cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế là thiếu nước ảnh hưởng tới cái phát triển của cây trồng. Trong tình hình hạn hán diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, dự báo tình hình thiếu nước, tính toán nhu cầu kinh phí ứng phó hạn hán, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ, triển khai các giải pháp với tinh thần không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn năm nay.